Xin chào các bạn, thì ở đây mình có một cái cây mai trồng thì nó chậm phát triển đó các bạn. Mặc dù cái vỏ của nó là vẫn còn tươi nhưng mà cây mai này nó chậm phát triển. Cái lý do là có thể ở dưới cái bộ rễ nó tương đối là chưa có mạnh nè các bạn, nên cái vận chuyển cái dinh dưỡng và cái chất nhựa lên để nuôi thân thì nó chưa có được thuộc gốc. Thì hôm nay mình xin chia sẻ về cách xử lý những cây mai mà nó bị cái tình trạng như thế này. Thì đôi lúc thì chúng ta trồng khi mà vũ bồ đất ra, chúng ta cắt hết cái tàn và cái nhánh của cây mai, thì đôi lúc chúng ta trồng xuống thì chúng gặp một số cái cây mai mà nó bị yếu, nó không có phát triển mạnh được. Thì cây mai này trồng khoảng chừng một tháng này các bạn mà nó vẫn chưa có ra cái mầm nào hết, mặc dù cái vỏ nó còn xanh. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một cái loại thuốc để giúp tăng cường cái khả năng sinh trưởng của cây và giúp cái cây nảy mầm được tốt, và cũng là để cho cái cây mai của chúng ta nó được cái phát triển bộ rễ tốt nha. Thì ở đây mình sẽ có một cái bình xịt này các bạn. Thì cái bình xịt này là một cái bình xịt khoảng chừng 4 lít để mình pha thuốc, mình phun cho cái cây này và mình tưới cái đều cái mà chất trồng luôn để giúp nó kích thích cái sự mà sinh trưởng cho cái cây cây này. Thì ở đây mình có một cái gói Antonis này các bạn. Thì cái gói này nó khoảng chừng 10.000 thôi, nó kích thích sinh trưởng rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là về cái cách mà pha các bạn, thì cái gói này 10 lít thì chúng ta pha có thể là 16, xin lỗi các bạn, thì cái gói này là 10 ml thì chúng ta có pha là sẽ là 16 lít, và cái tương đương với 0,6 tương đương với 0,6 ml cho 1 lít nha các bạn. Thì các bạn cứ dựa theo cái mà cái hướng dẫn sử dụng để chúng ta pha cho đúng cách, tránh tình trạng tưới nhiều quá cây nó bị ngộ độc nha các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ về cái cứu lại những cái cây mai mà chậm phát triển. Thì bây giờ mình sẽ là tiến hành là mở cái bình này ra. Đây là cái bình mình đã vô nước, thì trong đây nó khoảng chừng 2 lít nước thôi các bạn. Thì chúng ta có thể pha là một muỗng cà phê. Cho cái bình này để chúng ta phun vô cái gốc mai này nha. Nó các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cắt cái gói này ra nha. Đây nó có hướng dẫn cái đường cắt nè. Thì Antonis này nó sẽ sử dụng tốt hơn cái N3N nha các bạn. Thì mình sẽ dùng cái này để mình, đây là một cái muỗng nè. Mình sẽ pha cái lượng thuốc vô. Khoảng này là vừa nè các bạn. Đó, đổ vô thôi. Rồi chúng ta tiến hành là chúng ta tiến hành phun đậy nắp lại và phun thôi các bạn. Trước khi phun thì chúng ta sẽ lắc đều lên. Mở thì chúng ta lắc đều xong rồi. Thì về cái cách phun thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta phun từ trên dưới luôn nha các bạn. Đó, chúng ta để phun ướt cái thân của cây mai để giúp nó thấm cái thuốc được tốt hơn. Thì sau khi mà chúng ta phun cái hết thân mai nè, thì bắt đầu là chúng ta phun cái xuống cái phần mà bộ rễ của cây mai quay qua cái chất trồng các bạn. Thì ở đây chúng ta mình sẽ sử dụng cái, mình sẽ dùng cái dặn để cho nước nó nhiều hơn nha, để tưới nó mau hơn. Đó, thì chúng ta sẽ tưới dặn vô rễ.
Thì đây là mình xin chia sẻ về cái kỹ thuật, đó là chúng ta xử lý những cây mai mà nó chậm phát triển, nó vẫn còn xanh các bạn. Thì mình cũng đã thăm dò cái vỏ của cây, nếu mà cái vỏ của cây mai mà nó vẫn còn xanh, nó không có bị khô thì chúng ta vẫn còn có thể xử lý được. Nếu mà khô quá thì cây mai chúng ta bắt đầu nó chết rồi đó. Đây là cái cách cũ những cái và những cái cây mai mà nó chậm phát triển. Thì so với những cây mai này các bạn, thì khi lúc trước cây mai những cây mai kia mình lấy về á thì nó cũng một lượt với cây mai này, nhưng mà những cây mai kia thì nó phát triển rất là tốt, nó đâm đọt ra rất là mạnh luôn, còn cây mai này thì nó sẽ bị yếu các bạn. Đó, thì đôi lúc thì chúng ta cũng phải gặp cái trường hợp này thôi, thì chúng ta sẽ xử lý ra thôi. Mai này thì nó có cái bộ đế cũng rất là đẹp. Thì ở đây mình sẽ dùng cái bình để mình xịt cho nó tiện hơn các bạn. Thì đối với những cây mai mà các bạn có ở nhà thì chúng ta có thể pha cái bình này, chúng ta pha cái bịch này ở trong cái xô hoặc là cái gì đó để chúng ta tưới luôn thì nó sẽ mau hơn nữa. Thì ở đây mình không có làm cách đó mà mình sẽ đổ vô cái bình để mình phun. Thì cái Atonis này nè các bạn, chúng ta có thể phun lên cái những cây mai mà nó chậm phát triển, nó vẫn còn lá, nó ít bung bọt thì chúng ta vẫn có thể phun lên nha. Thì tưới những cây mai này nè thì chúng ta nên là tưới thật đẫm nha các bạn, để cho cái đảm bảo rằng cái lượng thuốc nó sẽ nằm ở trong cái đất và nó thấm vô cái bộ rễ mai nó tốt hơn, đó, nhiều hơn nữa. Thì chúng ta nên tưới đậm một lần, giống như chúng ta trồng lại cái cây mai lúc ban đầu chúng ta vẫn tưới đậm đó. Ta tưới đều dọc theo cái bộ rễ nè để kích thích cái sinh trưởng cho cây. Còn sau cái quá trình mà chúng ta cứu mà nó chúng ta phun cái này mà nó vẫn không có đâm tược nữa thì chỉ còn một biện pháp nữa thôi các bạn, đó là chúng ta nhổ lên bấm lại cái bộ rễ và chúng ta tưới cái này tiếp ủ, giống như mình đã chia sẻ về cái cứu cây mai bị suy vậy đó các bạn, nó lần hai vậy đó. Nó thì đối với những cây mai mà nó bị như thế này thì tại sao mà chúng ta phải nhổ lên bấm, thì đối với những cái mai như thế này các bạn, khi mà nhổ lên cái đầu rễ bắt đầu nó đã bị hư rồi đó các bạn, thì chúng ta bấm vô để tạo nên cái vết cắt mới và cái tế bào mới của đó thì nó sẽ dễ lành hơn và nó cơ hội nó ra cái bộ rễ nó được tốt hơn nha các bạn. Đó thì đó là cái chia sẻ về cái kinh nghiệm tại sao mà chúng ta phải bấm những cái đầu rễ của cây mai bị suy là như thế. Mình cũng đã tới xong rồi nè các bạn, thì video đến đây cũng là kết thúc rồi. Đây là cái quá trình mình chia sẻ về cách xử lý một cây mai chúng ta trồng
mà nó chậm phát triển thì chúng ta nên sử dụng này. Và đối với cái lượng Atulis này nè các bạn, thì chúng ta có thể phun lặp lại sau khoảng một tuần nha các bạn. Đó, thì chúng ta phun như thế này thì nó sẽ thấm vô đất và nó sẽ thấm vô cái bộ rễ của cây mai, giúp cây mai chúng ta nó phát triển được tốt hơn. Đó, nó sẽ phục hồi lại mau hơn. Thì một tuần lễ chúng ta sẽ tiến hành phun lại. Phun như nào cây mai chúng ta nó ra cái đoạn non và nó phát triển được thật tốt thì chúng ta mới ngưng nha. Thì lúc đó là cái rễ mai nó bắt đầu nó đã già rồi các bạn, nó bắt đầu nó hút chất dinh dưỡng để nuôi cây rồi. Lúc đó là cây mai chúng ta nó vượt qua cái giai đoạn là nó ngủ luôn rồi các bạn, vượt qua giai đoạn mà nó gọi là ngủ đông gì đó, nó ra tược rồi thì cây mai chúng ta sẽ tốt thôi. Nó có lá thì nó sẽ tập trung nó hút chất dinh dưỡng và nó cái bộ lá nó sẽ mà quang hợp nó tạo ra cái chất dinh dưỡng nó nuôi lại cái cây và cái bộ rễ nó mà càng phát triển mạnh hơn các bạn. Thì các bạn xem video nhớ là đăng ký, bình luận và cái chia sẻ cái video này nha, để tạo những cái động lực mới để cho mà cái kênh, để làm những video hay hơn nữa để phục vụ cho các bạn. Thì video đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào.